Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ, trước khi đến với tiết toán ngày hôm nay, thầy sẽ có một trò chơi. Trò chơi đó có tên gọi quả trứng kỳ diệu. Chúng ta sẽ có những quả trứng và bên trong quả trứng đó sẽ có những câu hỏi, và sau khi chúng mình trả lời đúng sẽ có những phần quà nhé. Và câu hỏi đầu tiên trong quả trứng màu xanh đó là: góc nào là góc vuông trong các góc sau đây? Thứ nhất đó là hình A, thứ hai là hình B và thứ ba là hình C. Quan sát vào các hình A màu hồng, màu xanh và màu xanh lá cây, chúng ta thấy là hình nào, góc nào là góc vuông trong các góc sau? Đây là góc đầu tiên, góc thứ hai, góc thứ ba. Vậy quan sát bằng trực quan, chúng mình có thể thấy góc nào là góc vuông? Đúng rồi, chính xác, đáp án của chúng ta là A. Ở đây chúng ta sẽ đấy là góc góc vuông. Như vậy, quả trứng đầu tiên đó là quả trứng có hình con rùa. Nào, bây giờ chúng mình cùng đến quả trứng thứ hai nhé. Quả trứng thứ hai có câu hỏi như sau: góc nào là góc không vuông trong các góc sau đây? Chúng ta chú ý đọc lại nhé. Góc nào là góc không vuông trong các góc sau đây? Đây là hình A, hình B và hình C. Vậy bằng hình ảnh trực quan, chúng ta có thể thấy góc nào là góc không vuông? Đáp án của chúng ta sẽ là B, đúng không? Và quả trứng thứ hai đó là một chú gà con. Quả trứng thứ ba có câu hỏi như sau: trong các hình sau, đâu là hình chữ nhật? Hình đầu tiên đó là ABCD, hình thứ hai đó là LQNM, hình thứ ba đó là TUV. Vậy thì quan sát vào ba hình thì chúng mình thấy hình nào là hình chữ nhật? Chú ý về những yếu tố liên quan đến hình chữ nhật, đúng không? Thì có các cặp cạnh song song, có các cặp cạnh chiều dài và chiều rộng. À, đúng rồi. Vậy thì ở đây chúng mình thấy là hình đầu tiên đó là hình ABCD, đó là hình chữ nhật, đúng không? Chúng mình đã hoàn toàn trả lời ba câu hỏi. Và quả trứng thứ ba đó là một chú vịt rất là dễ thương. Vậy là chúng mình đã mở hết những quả trứng và chúng ta đã biết đằng sau quả trứng là những con vật rất là ngộ nghĩnh. Bây giờ chúng mình sẽ đến với tiết học ngày hôm nay, đó là bài thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí. Đây là một hoạt động thực hành và chúng ta sẽ đến với tiết 1. Yêu cầu của chúng mình trong tiết 1 đó là bài tập đầu tiên: vẽ góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AC. Thì chúng ta sẽ tự vẽ một góc vuông đỉnh A và có các cặp cạnh đó là AB và AC. Thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta vẽ. Các bước sẽ là chúng mình thấy là đặt eke vào vợ hoặc bảng, sau đó là vẽ theo hai cạnh góc vuông của eke. Chúng ta chú ý là trong cái eke sẽ có hai cặp cạnh, đúng không, và có một đỉnh là góc vuông, và chúng ta sẽ vẽ theo hai cạnh góc vuông của eke đó. Và khi chúng ta xác định được thì chúng ta sẽ đặt thước đè lên dòng kẻ vừa vẽ và nối kéo dài thêm, rồi điền tên đỉnh, tên cạnh. Vậy bây giờ chúng ta hãy dựa vào các bước này và tự mình vẽ một góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AC. Ở đây thì chúng ta thấy là đặt thước đè lên dòng kẻ, đúng không? Chúng ta có thể đặt thước và dùng eke nhá và vẽ. Xong đó chúng mình sẽ thấy đây là một góc vuông và chúng ta sẽ đền tên góc đó là góc A hay là đỉnh A, và các cặp cạnh đó là AB và AC. Vậy là chúng mình đã vẽ xong góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AC. Và sau khi vẽ xong, chúng ta có thể đo trong cái eke và chúng mình thấy là số đo góc là 90 độ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu B, đó là vẽ đường tròn tầm Y. Thì tương tự như chúng ta đã vẽ một hình tròn, chúng ta sẽ phải dùng compa, đúng không?
Và các bước vẽ chúng ta sẽ mở compa, đặt đầu nhọn compa làm tâm, giữ chặt để compa không di chuyển. Tiếp theo chúng ta sẽ quay compa tạo thành hình tròn và đặt tên tâm đó là tâm Y. Bây giờ chúng ta hãy lấy trong bộ đồ dùng học tập của chúng mình chiếc compa và sau đó dựa theo các bước thầy đã đưa lên màn hình và chúng mình cố gắng vẽ hình tròn tâm Y. Và bây giờ chúng ta có thể quan sát lên màn hình nhá. Như vậy thì chúng ta sẽ phải có một điểm đúng không? Hoặc là tâm và đặt đầu nhọn AK và EK. Thầy xin lỗi, đặt đầu nhọn của chiếc con vọt vào và chúng ta có thể quay và tạo thành hình tròn đặt tên nó là tâm tâm Y. Tiếp theo chúng ta sẽ tự làm EK giấy, gấp giấy làm đôi rồi lại gấp đôi như hình vẽ. Chúng mình có thể quan sát trong sách giáo khoa và quan sát lên màn hình. Bước đầu tiên đây là một tờ giấy thủ công. Chúng ta có thể lấy một tờ giấy thủ công hoặc tờ giấy A4. Sau đó chúng mình sẽ gấp đôi lại. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục gấp đôi lại như hình vẽ. Và cuối cùng chúng ta sẽ tự làm được một chiếc eke giấy. Chúng ta sẽ dùng eke trong bộ đồ dùng để kiểm tra hai góc vuông của eke giấy vừa gấp đã vuông góc hay chưa. Sau khi chúng mình sẽ dùng gấp xong và chúng ta sẽ kiểm tra góc vuông của tờ eke giấy bằng một chiếc eke thật ở trong bộ đồ dùng học tập, và chúng ta sẽ kiểm tra lại xem hai góc vuông của eke giấy đã vừa gấp có vuông góc hay chưa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng eke giấy vào khi nào thì chúng mình có thể suy nghĩ và cho thầy biết. Nếu như một lúc nào đấy chúng ta không có mang theo eke thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? À đúng rồi, ví dụ như chúng ta cần nhưng mà không có eke đúng không, thì chúng ta có thể gấp một tờ giấy như vậy và chúng ta sẽ dùng eke giấy vào những khi cần, đó là đo mà không cần mang theo eke đúng không, và chúng ta có thể vận dụng bằng cách gấp những tờ giấy đó thành một chiếc eke giấy và đo góc vuông ở một vật dụng nào đó lúc mà chúng mình không có mang eke đi đúng không. Và chúng ta sẽ dùng eke vừa làm, và em hãy tìm trong hình bên có mấy góc vuông. Sau khi chúng ta gấp xong eke giấy và chúng ta sẽ kiểm tra xem hình đưa lên màn hình là có bao nhiêu góc vuông. Nào bây giờ chúng mình thử kiểm tra nhé. Trong hình bên chúng ta có thể kiểm tra bằng chiếc eke giấy thì chúng ta thấy có bao nhiêu góc vuông. À đây là một góc, hai góc và ba góc. Vậy là chúng mình thấy trong hình có ba góc vuông đúng không? Liên hệ tìm các vật xung quanh có góc vuông từ eke giấy. Chúng ta có thể quan sát trực quan. Xung quanh có thể là những quyển sách, cái bảng, cánh cửa, cửa sổ, vân vân. Để chúng ta có thể dùng những chiếc eke và thử xem đó có phải góc vuông hay không. Thì ở đây chúng ta có thể tìm xung quanh rất là nhiều đúng không? Tìm các dùng eke giấy kiểm tra các vật dụng có góc vuông xung quanh như là bàn ghế này, rồi bảng, cửa, vợ và sách. Vẽ hình chữ nhật và hình vuông theo mẫu. Thì ở đây chúng ta thấy có hình mẫu thì việc của chúng ta sẽ là vẽ hình chữ nhật và hình vuông thôi. Chúng ta có thể kẻ vào những ô ly ở trong vợ và chúng ta sẽ kẻ đúng không? Đầu tiên thì chúng mình thấy là gì? À, dùng bút chì đánh dấu vào vợ theo mẫu. Đầu tiên chúng ta có thể chọn các đỉnh đúng không? Có thể đây một đỉnh, hình chữ nhật, hình vuông đều có bốn đỉnh đúng không? Nhưng mà chú ý là hình vuông thì như thế nào? Hình vuông thì có các cặp cạnh bằng nhau đúng không? Hình chữ nhật thì có hai cặp cạnh chiều dài bằng chiều dài, chiều rộng bằng chiều rộng. Và chúng ta sẽ vẽ hình theo mẫu, chú ý khi ghi thước chặt để tránh bị xê dịch đường vẽ không thẳng. Đây là một hoạt động thực hành thì chúng ta chú ý là khi vẽ chúng ta cần phải đè thước cho nó chặt để tránh bị xê dịch. Nếu như bị xê dịch thì hình nó không có các góc nối liền với nhau và không phải là góc vuông đúng không? Và sau khi chúng ta vẽ xong thì chúng ta có thể đưa lên bảng và các bạn nhận xét xem hình có đúng hay không, có thẳng hàng, có đẹp hay không và góc vuông hay không, thì chúng ta có thể kiểm tra bằng eke giấy hoặc là eke trong bộ đồ dùng học tập. Vận dụng 2 thì chúng ta sẽ tìm và kiểm tra các đồ dùng trong gia đình có góc vuông. À, rất là nhiều đồ dùng trong gia đình có góc vuông đúng không? Có thể là giường, tủ đựng quần áo đúng không? TV hoặc là các cái mặt phẳng
trên đồng hồ, máy tính, điện thoại đúng không? Chúng ta có thể là kiểm tra các đồ dùng trong gia đình rất là nhiều, mà chúng ta có thể là bằng trực quan chúng mình cũng phát hiện được đó là hình vuông đúng không? Đó là góc vuông. Vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong tiết thực hành vẽ hình chữ nhật và hình vuông. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho những video tiếp theo nhé. Xin hãy cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.